chấm tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa chân thành thắp nén tâm hương, nguyện cho mười phương tám hướng chung sanh nhờ ân tế độ. Em đi lễ chùa mùa xuân Di Lạc nở hoa, bốn mùa đạo vàng tỏ màu, từ bi chan hòa sức sâu. Là 29 và sắp tới giờ giao thừa rồi. Tuyết Hồng đang ở chùa Quang Thánh và cái Tuyết Hồng đó là chú Ngô Hoa Lợi. Xin chú cho biết ý nghĩa của cái mượn tiền như thế nào và xin chú giới thiệu những cái nghi lễ. Dạ, kính trước tiên chúng tôi là Ngô Hoa Lợi, xin đại diện chùa Quang Thánh duy nhất tại thành phố Houston xin kính chào tất cả quý Phật tử, quý đồng hương và mượn nơi đây chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây như câu hỏi của chị Hồng, bên đài BYN chúng tôi xin lần lượt được giới thiệu tất cả những sinh hoạt tại chùa trong ngày lễ đón giao thừa. Bây giờ hiện nay đang đứng đây để chuẩn bị thỉnh cái lộc của Quang Thánh và mượn lộc Quang Thánh, tức như hai cái, tức như thỉnh lộc và mượn lộc. Thỉnh lộc thì gồm có cái đây là cái lộc của ngài, trong này có cái phái của Đức Quang Thánh, hai cái dấu ấn của ngài mà chúng tôi đã thực thỉnh từ Trung Quốc qua bên đây. Và chúng tôi hàng năm mỗi khi Tết thì chúng tôi in ra trên cái phái màu vàng này để thứ nhất là Phật tử chúng ta bỏ vào trong xe được sự may mắn, được sự hộ trì của Đức Quang Thánh và Lam Bồ Tát. Và trái quýt này tượng trưng cho sự may mắn. Đây là cái lộc của ngài Quang Thánh, mượn đồng tiền này, trong này có một đồng tiền chúng tôi đã bỏ trong phong bì đỏ, một đồng đô la mà đã được chùa Quang Thánh ấn của ngài và ấn vào đây cái màu đỏ đây để chứng minh đồng tiền này đã được quý chư tăng đã trì chú và sự may mắn khác với đồng tiền mà chưa được trì chú. Một đồng này cũng như một hạt giống sẽ đem cho sự may mắn của quý vị, coi như cái lộc của ngài, cái tùy theo cái phước của quý vị có như thế nào thì ngài cho quý vị như thế. Và quý vị đến thỉnh và cái lộc này quý vị trong một năm sang năm quý vị đến trả lễ, đó là cái cách mà chúng tôi làm tại chùa. Kính thưa quý vị, đây là thầy Master Thanh Gia Phong, là thầy đã đang trụ trì tại chùa Quang Thánh. Thầy đã ở đây hơn 11 năm. Hàng năm thì thầy đều làm sự sợi dây may mắn này để cho quý Phật tử được thỉnh, được cái sự may mắn để bảo vệ được tam bảo mà các chư tăng đã trì tụng cho đây. Và sợi dây này đã tượng trưng sự may mắn, được sự hộ trì của tam bảo để sự ăn đi đâu cũng được an toàn và sự may mắn đến quý vị. Đây là thầy Master Thanh Gia Phong đang rất bận rộn với một cái hàng Phật tử rất đông, gần cả hàng vài cả trăm người đang đứng trong chùa để chờ đợi cái sự xin cái thỉnh cái dây may mắn của ngài đó hàng năm. Và chùa Quang Thánh đều có làm để các Phật tử rất đông đến đây để mà xin cái sợi dây này.